Rồi, chào bà con nha. Hôm nay có về cái bộ IT5 rồi con. Con sẽ gãy xuống ruộng rồi vô tư luôn nè. Bánh con mới chát, lưỡi sới chưa xài luôn con. Không, lưỡi sới đang vung nè. Tôi đang dễ chưa xài nha. Rồi, lưỡi sới mới chát. Đây, IT5. Rất kim nha. NFAD5 luôn nè. 2.400 dòng trên phút. Lưỡi sới. Rồi con. Đèn đâu còn luôn nha. Đèn còn. Đây là một đèn này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.